kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe trực tiếp. Nhãn hàng Max Hair viên uống giảm dụng kích mọc tóc và dầu gội phủ bạc Max Hair sẽ đồng hành cùng quý vị ngày hôm nay. Quý vị khán giả thân mến, quá trình sinh lão là quy luật của cuộc sống. Nó biểu hiện ghi dấu thời gian qua mái tóc khi tóc dụng và bạc nhiều. Càng dụng tóc hay bạc tóc thì chúng ta đều cho rằng mình đã nhiều tuổi và đã già đi. Cuộc sống hiện đại nhiều áp lực, Ô nhiễm khói bụi cũng khiến cho những người trẻ mới 30 40 tuổi đã bị rụng tóc và bạc tóc. Vậy làm sao để giải quyết tình trạng trên? Giúp quý vị tự tin hơn với ngoại hình của mình. Trong chương trình sống khỏe mỗi ngày trực tiếp ngày hôm nay thì chúng tôi mời tới trường quay Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn để tư vấn với quý vị khán giả về chủ đề rụng tóc, bạc tóc, nỗi lo của tuổi già. Và quý vị đừng quên đặt câu hỏi cho bác sĩ Toàn ngay hôm nay để được bác sĩ tư vấn về phương pháp an toàn hiệu quả nhất giúp điều trị bệnh rụng tóc bạc tóc. À, lần đầu tiên thì xin chào và xin cảm ơn bác sĩ đã tới với trường quay của chúng tôi ngày hôm nay Xin uh, kính chào vị khán giả, xin uh, chào Thanh Huyền Vâng và ngay từ bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến số hotline của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn trực tiếp từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. À, một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Max Hair viên uống giảm dụng, kích mọc tóc và dầu gội phủ bạc Max Hair đã đồng hành cùng chương trình Ngay lúc này nếu quý vị đang gặp bất cứ vấn đề nào liên quan tới bạc tóc, dụng tóc, thậm chí là hói đầu cũng có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 1800 1564 để được tư vấn và giải đáp ngay lúc này. Và thưa quý vị, xu hướng hiện nay thì người tiêu dùng thường ưu tiên lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược tự nhiên để giúp giảm à, dụng cũng như là kích thích mọc tóc và đen tóc. Và thật tuyệt vời, bộ đôi viên uống Max Hair và dầu hội phủ bạc Max là lựa chọn rất hợp lý trong ngày hôm nay dành cho quý vị. Viên uống Max có tác dụng là giúp giảm dụng kích mọc tóc. Sản phẩm đã có mặt 12 năm trên thị trường và được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Max Hair có chiết xuất hà thủ ô, bột mộc nhĩ nên giúp sợi tóc mới mọc lên đen bóng khỏe hơn. Vừa qua thì theo khảo sát của tạp chí Kinh tế Việt Nam về mức độ tin dùng và hài lòng của sản phẩm. Mashe được đánh giá là có tới 96% người dùng hài lòng và rất hài lòng về hiệu quả của sản phẩm và sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng sử dụng. Như vậy là có 10 người dùng thì có tới hơn 9 người thấy có hiệu quả. Dầu gội phủ bạc Max Hair là dầu gội kết hợp nhuộm đen tóc từ thảo dược tự nhiên là hạt cà phê và hà thủ ô, đồng thời bổ sung thêm tinh dầu bưởi và dầu ô liu giúp mỗi một lần gội nhuộm tóc đen khỏe, thơm mềm mượt. Dầu gội phủ bạc Maxhe có dung tích là 200 ml được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP Thái Minh Hai Tech tại khu công nghiệp Thạch Thất ở Quốc Oai Hà Nội và được phân phối độc quyền bởi công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, công ty có bề dày lịch sử 12 năm trên thị trường và đã đưa đến tay khách hàng rất nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Maxhe, khương thảo đan bình vị thái minh dầu gội phủ bạc mắc xe cam kết là không sót ra đầu không mùi hôi khai không chứa chất bảo quản paraben như thuốc nhuộm thông thường sản phẩm rất an toàn lành tính cho người sử dụng nhuộm đen tóc chỉ sau một lần gội lại được trang bị thêm dầu lược gắn trên chai một cái đầu lược gắn ở trên chai nên là rất tiện lợi người sử dụng có thể tự gội nhuộm ngay tại nhà Đặc biệt là trong ngày hôm nay thì nhãn hàng Maxe có ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho 100 quý vị khán giả chưa từng sử dụng viên uống giảm dụng, kích mọc tóc Maxe và dầu gội phủ bạc Maxe. Đó là ưu đãi chưa từng có từ trước tới giờ với hai combo quà tặng sau. Combo thứ nhất là mua 4 tặng 1, tức là khi đặt mua 4 hộp Maxe có tổng đài miễn cước 18001564, quý vị sẽ được tặng ngay một chai dầu gội phủ bạc Maxe trị giá là 240.000 đồng. Còn có mua 2 là mua 2 tặng 1 khi đặt mua 2 chai dầu gội phủ bạc Max qua tổng đài miễn cước 18001564. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Max 30 viên trị giá là 215.000 đồng. Chương trình ưu đãi hấp dẫn trên chỉ áp dụng duy nhất trong ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng chương trình và dành cho quý vị chưa từng sử dụng Max viên uống và dầu gội phủ bạc vì thế quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1564 để đặt mua và nhận quà tặng ngay từ bây giờ thưa quý xin được nhắc lại số điện thoại hotline của nhãn hàng Max Hair là 1800 1564 còn những quý vị nào mà có câu hỏi liên quan tới chủ đề của chương trình ngày hôm nay tất cả những quý vị đang gặp phải tình trạng ví dụ như là quý vị à, đang bị rụng tóc này bị bạc tóc nhiều hoặc là thậm chí là bị hói đầu thì quý vị có thể nhấc máy và gọi về số điện thoại hotline của trường quay đang được mở để quý vị kết nối trực tiếp với bác sĩ đó là số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình à, và chúng ta sẽ cùng đến với những câu hỏi đầu tiên mà chương trình có nhận được trên hệ thống à, thưa bác sĩ rụng tóc bạc tóc là một biểu hiện sinh lý rất bình thường nhưng tại sao lại có những người mà bị bạc tóc hoặc là bị rụng tóc rất nhiều đến nỗi mà tóc thưa mỏng lộ rõ ra đầu và khiến họ trông già đi so với tuổi à, kính thưa quý vị khán giả à, các cụ có nói là cái dâu cái tóc là góc con người một cái điều chớ trêu là hiện nay mặc dù à, đời sống vật chất của người Việt Nam chúng ta được cải thiện rất nhiều nhưng mà tình trạng rụng tóc tình trạng bạc tóc rồi là tình trạng mà chúng ta à, sợ tóc nó không được đẹp như ngày xưa nó trở thành một vấn đề rất là lớn à, điều này nó có hai ý nghĩa ý nghĩa thứ nhất là chúng ta biết là cái tóc nó là cái sự tấm gương phản ánh cái sức khỏe bên trong cơ thể của chúng ta cho nên đừng có nghĩ rằng là cái chuyện dụng tóc bạc tóc nó chỉ là cái chuyện của tóc mà nó là chính là cái sức khỏe bên trong cơ thể của chúng ta. Đấy là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là chúng ta biết là à, cái tóc của chúng ta nó là cái sự thẩm mỹ. Nó tạo nên một cái sự tự tin. À, thế nhưng mà bây giờ vấn đề như tôi vừa nói nó rất chứa trêu ở chỗ là thay vì cái việc như ngày xưa các bà, các chị có những mái tóc rất dày, rất suôn, rất dài. À, thế thì bây giờ tóc nhiều khi của chúng ta sơ xác lắm mà có những người thì bạc rất là sớm cho nên à, có thể nói rằng là cái câu chuyện về cái chuyện dụng tóc bạc tóc thì nó là một cái mà chúng ta phải rất là quan tâm bởi vì nó là cái đánh giá về sức khỏe của cơ thể chúng ta và đồng thời nó là sức khỏe của sợi tóc cho nên là trong chương trình hôm nay thì chúng tôi có nói về vấn đề này ngõ hầu giúp cho các quý vị khán giả, đặc biệt, tôi nói đặc biệt là các bạn trẻ hiện nay, nhất là những bạn mà còn rất trẻ, nhưng mà chúng ta đã rơi vào cái tình trạng này, thì chúng ta rất là lưu tâm, chúng ta theo dõi điểm sao, à để chúng tôi đưa ra những cái giải pháp, à, tìm ra những nguyên nhân để mà giúp cho các quý vị khán giả, à, nhất là những bạn trẻ chúng ta à, lấy lại được cái mái tóc à, đẹp, suôn mềm mại đồng thời nó cũng là cái để mà củng cố cái sức khỏe của chúng ta à, câu chuyện nó sẽ phụ thuộc vào cái chuyện là gì là chúng ta sử dụng sản phẩm nào bởi vì chúng ta biết hiện nay thì có thể nói rằng là để mà chống việc cả dụng tóc này à, chống bạc tóc này thì chúng ta có rất rất nhiều các sản phẩm tới thị trường nhưng mà à, cũng có rất nhiều các quý vị khán giả chúng ta À, gọi là ăn đòn về cái chuyện là gì là chúng ta sử dụng bởi vì là sản phẩm nhái sản phẩm dởm cho nên là chúng ta thay vì cái việc mà chúng ta à, chống rụng tóc thì chúng ta lại rụng tóc nhiều hơn chúng ta chống bạc tóc thì chúng ta lại bạc tóc nhiều hơn thế cho nên là chương trình hôm nay chúng tôi nói à, đến cái chuyện mà chúng ta sử dụng những giải pháp à, có nguồn gốc từ thảo dược và tự nhiên à, trong đó có hai vấn đề vấn đề thứ nhất là uống ở bên trong cái thứ hai là dầu gội phủ bạc ở bên ngoài nghĩa là à, trong thì à, nội ẩm à, ngoại đồ hai thứ phối hợp với nhau và nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái mái tóc khỏe mềm mại không bị dụng à, tránh bị bạc và chúng ta có được một cái loại dầu gội mà làm sao nó giúp cho cái mái tóc của chúng ta nó đen nó không bị bạc sớm nhưng mà nó không hề ảnh hưởng đến sức khỏe chung cũng như là ảnh hưởng đến chất lượng của mái tóc của chúng ta. À, vấn đề à, nó có nhiều chuyện lắm, cho nên là rất mong các quý vị khán giả à, chúng ta nếu như ai rơi vào tình trạng rụng tóc, hói đầu, bạc tóc, tóc yếu, tóc gãy vân vân thì à, các quý vị à, chúng ta có thể đặt câu hỏi rất sớm, à, chúng tôi sẽ trả lời đầy đủ và chúng tôi sẽ đưa ra những cái giải pháp để các quý vị chúng ta có thể có sự lựa chọn để làm sao có được mái tóc đẹp nhất. Mà hôm nay chúng tôi phải nói luôn rằng là chúng tôi đồng hành với cái sản phẩm thứ nhất là viên uống mắc khe. Cái thứ hai là dầu gội phủ bạc như tôi đã nói tức là gì? Nội ẩm, ngoại đồ trong uống ngoài ngoài chúng ta gội đầu. và đây là sản phẩm có thể nói là của tập đoàn dược phẩm Thái Minh một tập đoàn mà chúng ta biết là rất có tiếng với 12 năm tồn tại và với nhà máy công nghệ cao và quả thực là những sản phẩm của họ đặc biệt là đối với mái tóc thì nó có ý nghĩa rất là lớn rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi vâng ạ và có một câu hỏi mà rất nhiều quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay đều đang muốn đặt cho bác sĩ đó là với những cái tình trạng bị rụng tóc bị bạc tóc sớm lại bạc tóc nhiều bị hói đầu thì có giải pháp nào là tối ưu nhất và bác sĩ có thể đưa ra một vài những cái giải pháp mà an toàn hiệu quả lâu dài được không ạ? À, chúng ta đều biết là vấn đề chỗ là muốn có một cái giải pháp tốt thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên nhân của vấn đề nó là cái gì có thể nói À, hiện nay à, tôi không nói chuyện vấn đề di chuyển Mà tôi chỉ muốn nói là vấn đề trong sinh hoạt thường ngày à, Chúng ta ăn uống, chúng ta sử dụng à, tất cả mọi cái để chúng ta chăm sóc tóc Thì nhiều khi là chúng ta phạm phải những sai lầm Thế cho nên là à, cái điều mà MC Thanh Huyền vừa hỏi là Bây giờ giải pháp nào? Thì tôi nghĩ là điều đầu tiên là chúng ta phải tìm nguyên nhân Và giải quyết nguyên nhân À sau đó thì chúng ta sẽ tìm đến những giải pháp mà như tôi đã nói là gì trong thì uống ngoài thì gội đầu đấy vấn đề nó là như thế thế thì nguyên nhân của vấn đề rụng tóc à, của vấn đề hói đầu của vấn đề bạc tóc nó rất là nhiều chúng ta biết hói đầu nó là cái gì nó là tình trạng mà tóc rụng rất là nhiều và không đồng đều nó để lại cho đầu chúng ta có những cái mảng trống phẳng lì và chúng ta không nhìn đâu thấy đâu gọi là Gọi là các cái nang tóc cả À đấy là một lỗ chân lông cả à Đấy là cái vấn đề mà chúng ta biết mà có thể là hình Chữ M này Hình O này Hình chữ U này vân vân và vân vân Còn cái thứ hai Là dụng tóc thì chúng ta biết Là nó có hai vấn đề Dụng tóc sinh lý và dụng tóc bệnh lý Dụng tóc sinh lý là gì Là Cái sợi tóc của chúng ta nó có một cái tuổi đời của nó Nó là kéo dài từ 2 đến 6 năm Và bình thường thì chúng ta vẫn có thể dụng một ngày từ 30 đến dưới 100 sợi tóc. Đấy là cái chuyện bình thường. Nhưng mà một khi mà chúng ta cái sử dụng tóc của chúng ta nó hơn 100 sợi trong một ngày thì chúng ta là rơi vào tình trạng bệnh lý. Và một cái thí nghiệm rất đơn giản là gì? Là chúng ta dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ chúng ta kẹp tóc và chúng ta vuốt tóc với một lực vừa phải. Nếu như mà cái sợi tóc mà nó rụng trên hai sợi thì có nghĩa là chúng ta đã bị rụng tóc bệnh lý rồi đấy. Thế cho nên là cái chuyện rụng tóc thì nó à nó cái định nghĩa của nó như vậy. Thế còn nguyên nhân thì nhiều lắm. Thứ nhất, chúng ta phải biết là cái đời sống tinh thần hiện nay của chúng ta là rất nhiều căng thẳng, chúng ta rất nhiều stress. Nhiều bạn trẻ là chúng ta thức đêm thức khuya rất là nhiều. Cho nên tại sao mà chúng ta lại lại bị bạc tóc rất là sớm, chúng ta bị rụng tóc rất là nhiều. À, đấy là cái thứ nhất cái thứ hai là vấn đề về dinh dưỡng mặc dù hiện nay chúng ta đời sống vật chất thì không thiếu nhưng mà không hiếm những bạn trẻ đặc biệt là những bạn nữ là rất sợ là mình bị béo phì bị thừa cân cho nên là à, chúng ta chọn một chế độ ăn uống nó rất là kiêng khem. nhưng mà vô tình cái chuyện là gì nó làm thiếu các cái hoạt chất để mà nuôi dưỡng sợi tóc cho nên nó làm dụng tóc và bạc tóc rồi nữa là vấn đề gì chăm sóc tóc có thể nói là hiện nay trước đây thì cha các bà các mẹ của chúng ta thì chúng ta là dùng bồ kép này dùng cỏ mần trầu này dùng các thứ chúng ta gội đầu đơn giản nhưng hiện nay chúng ta là chải tóc rồi uốn tóc rồi ép tóc rồi xấy tóc rồi đủ mọi thứ thậm chí các bạn trẻ tôi được biết là gì một ngày gội đầu đến hai lần thế rồi chúng ta là uốn tóc rất nhiều lần để làm gì để có mái tóc đẹp nhưng cái vấn đề chỗ là gì chúng ta đã vô tình là chúng ta hủy hoại cái sợi là tóc của chúng ta đấy là cái thứ ba cái thứ tư là vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý trong đó ví dụ như chúng ta bị thiếu máu chúng ta bị các bệnh lý ác tính mà chúng ta phải chuyển hóa chất xạ trị chúng ta rụng tóc rất nhiều rồi chúng ta có thể những cái có những bệnh lý mà liên quan đến vấn đề là gì là nó ảnh hưởng đến các cái việc mà thu nhập các chất dinh dưỡng cần thiết sợi tóc. Rồi nữa là các bệnh lý liên quan đến da liễu. Có rất rất nhiều các loại dầu gội, rất rất nhiều các loại viên uống. À, được quảng bá là gì? Là uống một điều chỉnh là có thể khỏi hoàn toàn, có thể đem bạn cho bạn một cái làn tóc nó rất là khỏe, nó suôn, nó mềm bại. Nhưng mà nhiều khi tất cả thứ đó trên trang mạng nó chỉ là chuyện hoang đường. À, trong chương trình hôm nay chúng tôi có nói đến hai thứ. Là thứ nhất là chúng tôi nói đến cái viên uống thì tại sao chúng tôi lại nói cái này? Bởi vì đây là một cái à, giải pháp mà điều đầu tiên là với vai trò của kẽm, vai trò của l arginine nó làm gì? chống rụng tóc. Cái thứ hai là nó có những cái à, à, giải pháp ví dụ như là biotin, ví dụ vitamin B5 và đặc biệt nó có sử dụng một số thảo dược ví dụ như hà thủ ô, ví dụ như các sản phẩm từ cây dâu tầm, thí dụ nấm tai mèo, nó làm cái gì? À, nó kích thích mọc tóc và đồng thời nó làm dưỡng tóc. À, đấy là yếu tố thứ hai. Và yếu tố thứ ba trong sản phẩm thảo dược là gì? Là nó dùng một cái hoạt chất, nó gọi là boletip. À, buletid nó là ở đâu ra? Nó là một cái kết quả nghiên cứu của các nhà à, khoa học Nhật Bản mà từ gạo mà ra. Mà tip nó gì? Nó kích thích nó làm cho cái nang tóc nó phát triển tới 60%. À thế cho nên là cái sự kết hợp của ba cái thành tố, ba nhóm thành tố đó thì nó tạo ra được cái gì? Là cái sản phẩm viên uống nó giải quyết từ bên trong, nó cung ứng cho chúng ta những cái loại hoạt chất để mà chúng ta thứ nhất là kích thích à, làm cho là tóc không rụng cái thứ hai là kích thích mọc tóc Cái thứ ba là dưỡng tóc à, Đấy là cái vô cùng quan trọng Cái vấn đề thứ hai là gì? Là thôi thì chúng ta Nếu mà chúng ta uống Chúng ta phải có thời gian ạ? Nhưng chúng ta cũng có thể có những giải pháp Nó nhanh một chút Nó ăn đoạn ở thì một chút là gì? Là chúng ta dùng dầu gội phủ bạc Thì đây cũng là một cái giải pháp Mà có thể nói rằng là à, bên cạnh nhưng các yếu tố mà nó mang tên chất gọi là an toàn cho mái tóc của chúng ta à, nó là những hợp à, những cái hợp chất tôi nói ví dụ như là cái à, coriamin dioperin betadin hoặc là polytechnamin vân. v nhưng mà người ta còn sử dụng đến các cái gọi là à, à, các cái à, nguồn gốc từ thảo dược tôi nói ví dụ như là à, chiết xuất từ hà thủ ô hay hoặc là từ tinh dầu bưởi hay hoặc là từ cà phê hay hoặc là từ dầu ô lưu cho nên là cái dầu gọi là gội phù bạc bắc he thì có thể nói rằng là nó tạo ra nếu như chúng ta sử dụng cách đúng cách thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một mái tóc đen mềm mượt à, và nếu như chúng ta sử dụng nó một cách thường xuyên thì thứ nhất là nó có tác dụng làm cho chúng ta đạt được cái mục đích chúng ta mong muốn nhưng cái thứ hai tôi muốn nói quan trọng là gì nó không có tác dụng không mong muốn. À, đây là điều quan trọng lắm. Bởi vì rất rất nhiều các hoạt chất, các cái thứ dầu gội hiện nay chúng ta có thể làm cho mái tóc đen bóng mượt, nhưng mà kỳ thực nó lại làm cho à cái làn tóc của chúng ta đã bị hủy hoại. Cho nên thay vì cái việc là nó bền vững thì nó lại rụng tiếp, nó lại bạc nhanh sớm hơn. Đấy vấn đề nó là như thế. À, cho nên à, cái câu chuyện, câu hỏi mà vừa nãy MC thương còn nói vừa vừa hỏi vài hỏi tôi ý, thì tôi nghĩ rằng là có hai vấn đề mà những ai chúng ta bị hói đầu, chúng ta bị rụt tóc, bạc tóc, chúng ta phải xác định là gì. Thứ nhất tìm nguyên nhân, giải quyết gốc rễ vấn đề. Cái thứ hai là chúng ta tìm đến những cái bộ sản phẩm trong đó có sản phẩm uống, có sản phẩm mà chúng ta gọi là dầu gội phủ bạc. À, chúng ta phối hợp nó với nhau một cách hài hòa và kiên trì thì tôi nghĩ rằng là cái tình trạng mà chúng ta bị bạc tóc, chúng ta bị rụng tóc, mái tóc chúng ta bị yếu, bị gãy vân vân nó sẽ được khắc phục. đấy là cái câu chuyện mà tôi nói dài lời một chút để cho tất cả các quý vị chúng ta không may chúng ta đang rơi vào cái tình trạng rất buồn phiền về cái chuyện mà mái tóc của chúng ta nó bị bạc, bị rụng sớm thì chúng ta có giải pháp để mà chúng ta có thể khắc phục được gốc rễ của vấn đề vâng ạ có lẽ là có rất nhiều quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay cũng gặp phải tình trạng như bác sĩ có phân tích từ đầu chương trình đến bây giờ đó là tình trạng bị rụng tóc này bị bạc tóc thậm chí là bị hói đầu một số người thì đến một độ tuổi nào đấy khi mà mình có tuổi rồi thì bắt đầu mới bị rụng tóc và bị tóc bạc nhiều nhưng một số khác thì có thể bị bạc tóc dụng tóc từ khi còn rất trẻ. Những quý vị nào mà cũng đang có những vấn đề khá là đau đầu liên quan tới mái tóc của mình, quý vị đều có thể nhấc máy gọi ngay lúc này về số điện thoại hotline của trường quay để trực tiếp đặt câu hỏi cho bác sĩ và bác sĩ sẽ tư vấn tất cả những câu hỏi của quý vị liên quan tới mái tóc, làm sao để quý vị có một mái tóc chắc khỏe mềm mại và giữ được nét thanh xuân lâu nhất. Và thưa quý vị, xu hướng hiện nay thì người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược tự nhiên để giảm dụng và kích thích mọc tóc và làm đen tóc hơn. Và bộ đôi viên uống Maxhe đi kèm với cả dầu gội phủ bạc Maxhe là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Các nhà khoa học Việt Nam đã rất thành công khi nghiên cứu sản phẩm trị dụng tóc hói đầu dưới dạng viên uống có sử dụng hoạt chất polyactive chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản và phức hợp kẽm cùng với lơ arginine nhằm giảm DHT là nguyên nhân chính gây dụng tóc nhiều ở cả nam và nữ. Đó chính là viên uống Maxhe vì đúa Max có tác dụng giúp giảm dụng kích mọc tóc, sản phẩm đã có mặt 12 năm trên thị trường và được hàng triệu người Việt Nam tin tưởng sử dụng. Max He có chiết xuất hà thủ ô, bột mộc nhĩ nên giúp sợi tóc mới mọc lên đen, bóng, chắc khỏe hơn. Vừa qua, theo khảo sát của tạp chí Kinh tế Việt Nam về mức độ tin dùng và hài lòng của sản phẩm, Mark Xe được đánh giá là có tới 96% người dùng hài lòng và rất hài lòng về hiệu quả của sản phẩm và sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng sử dụng. Như vậy là cứ 10 người dùng thì 9 người thấy có hiệu quả. Về đối tượng sử dụng thì mắc Xe rất phù hợp và dùng được cho cả nam và cả nữ gặp phải tình trạng dụng tóc bệnh lý dụng tóc nhiều không mọc lại được, hình thành những mảng thưa hói trên da đầu. Phụ nữ sau sinh hay là người đang dùng thuốc tây để điều trị à, có thể sử dụng Max Hair. Và để tiết kiệm tới 15% chi phí sử dụng Max Hair, quý vị đừng quên là Max Hair luôn có chương trình ưu đãi mua 6 tặng 1 bằng hình thức tích điểm. Chỉ cần cào tem trên vỏ hộp và nhắn tin tích điểm, một hộp mắc xe tương đương với một điểm tích và cứ tích đủ 6 điểm thì quý vị sẽ được tặng thêm một hộp mắc xe nữa để sử dụng. Chính vì thế quý vị đừng quên tích điểm mắc xe để tiết kiệm tới 15% chi phí sử dụng. Sản phẩm hiện nay có bán tại hơn 10.000 nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể tìm mua mắc xe rất dễ dàng ở tại các hiệu thuốc ở gần nhà. À vì bạc tóc từ năm 20 tuổi mà cô Nhung nhân vật trong phóng sự sắp tới của chúng ta cứ một tháng lại phải nhuộm tóc một lần, từ năm 40 tuổi thì nửa tháng phải nhuộm tóc một lần. Do tần suất nhuộm tóc quá dày và do tuổi tác nhiều nên kéo theo là cô bị rụng tóc như chút, đen kín cả sàn nhà. Vậy cô Nhung đã làm cách nào để giải quyết được vấn đề trên? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Cái rằng cái tóc là vóc con người, nhất là đối với phụ nữ. Có được mái tóc ống ả mượt mà là điều mà ai cũng mong muốn Tuy nhiên nhiều người lại không có được may mắn đó Lèn lõi trong từng con phố của Hồ Chí Minh tấp nập Chúng tôi tìm đến nhà cô Nguyễn Thị Ánh Nhung 59 tuổi Ngủ tại quận 12 thành phố Hồ Chí Minh Chúng tôi cùng tâm sự trò chuyện với cô về bệnh rụng tóc tới hói đã ám ảnh cô bao nhiêu năm nay tóc của ánh nhung vốn không tốt từ nhỏ đã có tóc bạc càng lớn tóc bạc càng nhiều cô đành phải nhuộm tóc khi còn rất trẻ Càng nhuộm tóc cô càng yếu Cho đến khi giật mình nhìn lại Tình trạng ruộng tóc của cô đã ở mức đáng báo động Tôi tên là Nguyễn Thị Ánh Nhung Ở nhà thì gia đình gọi là Ánh Tuyết Sinh năm 1963 Tôi đã 59 tuổi Quê của tôi thì ở Bến Tre Tôi làm nghề mà ghế đan Ghế nhựa giả may á hồi lúc mà tôi còn trẻ đó thì tóc tôi nó rất là dày lớn lên đó, khoảng hai mấy tuổi bắt đầu tóc nó bạc bạc nhiều lắm là bắt đầu nhuộm nhưng mà lúc đó tóc mình nó dày nó dày thì mình nhuộm một khoảng một tháng đó. hoặc một tháng rưỡi là mình nhuộm một lần xong rồi đến năm ba mươi mấy tuổi bốn mươi tuổi trở lên cho đến tận bây giờ là nửa tháng bên cạnh đó thì mỗi lần mà nhuộm tóc đó, xong rồi cái chải đầu gội đầu thì bắt đầu thấy tóc nó rụng đến lúc mà khoảng 40 tuổi là nó rụng xói xả ngồi mà chảy đầu mà nền gạch như vậy nè nó, nó rớt xuống đen một vùng luôn mỗi ngày mình chảy đầu tóc nó rơi xuống còn nếu mà mình gọi á, thì nó lại càng rụng nhiều nữa nó tóc nó rụng ghê lắm nó rụng một cục to như vậy nè nhìn thấy cái đầu mình càng ngày nhìn thấy da đầu đầu tóc không được giống như người khác đi đâu cũng khiến cô bất tự tin những lời hỏi thăm của người thân, bạn bè càng khiến cô mệt mỏi và áp lực. Cũng từ đó, chiếc mũ đội đầu là vật bất ly thân của cô mỗi khi đi ra ngoài. Nhiều người không biết, lại đánh giá cô già rồi còn điệu. Ấy mà không ai hiểu rõ nỗi khổ tâm của cô vì chứng bệnh trụng tóc hói đầu của mình. Đó là rất hoang mang rồi, nó da đầu mình nó bị không có chân tóc luôn. Tôi sợ lên thì tôi nghe là nó rất là lát. Mình chấp nhận tóc mình nó sẽ như vậy rồi tại vì cũng mua thuốc mà mấy triệu sức lên mà không có thấy nó có kết quả gì hết tôi đi làm thì tôi cũng gặp người này người kia cái tôi lấy nón tôi đổi rồi bắt đầu từ đó là tôi đổi mấy năm nay rồi khi mà mình thấy tóc mình nó nó hối nhiều quá rồi mình cảm giác mình nó không có tự tin mà mình mình vừa buồn mà mình vừa uh, cảm thấy là rất là mặc cảm nhìn những sợi tóc rụng càng ngày càng nhiều của cô vương trên mặt đất. Chúng tôi không khỏi xót xa. Chúng tôi đã chuyển trường hợp của cô Ánh Nhung tới bác sĩ để cùng tìm giải pháp cho chứng bệnh rụng tóc hói đầu của cô. Mới gặp từ đằng xa, chúng tôi không thể nhận ra đây chính là cô Ánh Dung ngày nào mái tóc sơ cứng ít ỏi ngày nào giờ đã nhường chỗ cho mái tóc mềm mượt đen khỏe đặc biệt mái tóc của cô đã dày lên trông thấy tôi biết qua được cái sản phẩm mắt he trong đó nó có cái thành phần là polyactic và một số thảo dược rất là quý thứ nhất là ngăn ngừa rụng tóc thứ hai nó là nó sẽ tái tạo nó mọc tóc con ra thì tôi thấy tóc con nó ra ngắn 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 mà nó đen ồ vui lắm thích lắm thấy tóc con rõ ràng luôn gọi đầu mình cố tình mình vuốt thử nó còn rụng không thì rõ ràng đó nó rụng nhưng mà nó năm ba cộng thôi chứ nó không có nguyên một chùm như ngày xưa mình đã bỏ không còn đòi nón nữa tối ngày cứ đứng trước gương ngắm nhìn rẻ đầu này cũng thấy ồ hen, rẻ bên kia cũng thấy hồi lúc trước thì rẻ để mà buồn còn bây giờ rẻ tóc ra cảm thấy vui lắm cảm thấy phấn khởi mình không có còn ủ rũ mình không có còn cái cảm giác là buồn chán trút bỏ được nỗi mặc cảm tự ti bấy lâu nay, cô Ánh Nhung đã có thể tự tin với mọi người, tự tin làm đẹp như bao người phụ nữ, niềm vui hạnh phúc của cô cũng dần trở lại theo. Thế mới thấy mái tóc quan trọng thế nào với vẻ đẹp và sự tự tin của người phụ nữ. Nụ cười thường trực trên môi cô nhiều hơn vì mái tóc đã lấy lại được sức sống. Có lẽ chỉ cần những thay đổi nhỏ như vậy thôi cũng đã đem đến cho người phụ nữ niềm hạnh phúc và vẻ đẹp mà họ ao ước Vâng ạ, trong thời gian phát sóng chương trình thì chúng tôi nhận được rất nhiều các câu hỏi của quý vị gửi về cho chương trình liên quan tới chủ đề chăm sóc mái tóc, làm sao để giảm được tình trạng rụng tóc cũng như là bạc tóc, hói đầu. Và tiếp theo sau đây chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi mà chúng tôi vừa nhận được trên hệ thống và trước khi đọc câu hỏi này thì quý vị đừng quên số điện thoại hotline của trường quay. Đây là số điện thoại để quý vị có thể gọi về và trực tiếp trò chuyện với bác sĩ. Là bởi vì là tình trạng rụng tóc, bạc tóc của mỗi người không ai giống ai nên quý vị gọi sớm để được bác sĩ tư vấn Kỹ lưỡng cho trường hợp cá nhân của mình Cũng như là biết cách làm thế nào Để có thể giúp mái tóc mình dày và đen trở lại Một câu hỏi của bạn Liên, 23 tuổi Ở Thanh Hóa, có hỏi bác sĩ như sau à, Chào bác sĩ, em còn khá trẻ Nhưng tóc đã bạc rất nhiều Thì có phải là do máu em xấu hay không? Bố mẹ em cũng không bạc tóc như em Và em có thể dùng dầu gội phủ bạc Mắc xe thay cho thuốc nhuộm được không ạ? À, vâng à, Có thể nói thế này Thì à, chúng ta biết là Tóc từ huyết mà ra thế cho nên là các cụ có nói rằng là cái chuyện mà chúng ta bị bạc tóc, chúng ta rụng tóc là chúng ta bị máu xấu, <laughs> cái này cũng có lý của nó là bởi vì làm sao? Bởi vì rõ ràng là gì? Nó liên quan đến cái chuyện mà chuyển hóa, liên quan đến cái chuyện mà à, sức khỏe chung của cơ thể của chúng ta. À, thế nhưng mà ở đây á thì à, tôi khuyên với bạn một điều thế này, à, đương nhiên là chúng ta có thể sử dụng những cái giải pháp nó mang chất gọi là nhanh chóng trong đó ví dụ như hôm nay là cái bộ sản phẩm thảo dược trong đó có viên uống và cái dầu gội phù bạc. Nhưng mà tôi vẫn khuyên bạn một điều là bạn cũng phải xem lại toàn bộ với bạn con trẻ không ạ. Mình xem lại toàn bộ xem là à trong quá trình à, mình chăm sóc cái cái mái tóc của mình nó có cái gì sai lầm không. À bởi vì làm sao bởi vì là à, như phần đầu chương trình thì à, tôi đã nói rồi đấy. Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ là gì chúng ta lợi dụng cái chuyện là gì xấy tóc, nhuộm tóc, uống tóc, rồi là tất cả mọi thứ mà thậm chí có những bạn trẻ là một ngày uh, gội đến vài ba lần, rồi xịt gôm vân vân. Thế thì những thứ đó nó có thể tạo ra một cái hình hài của mái tóc nó đẹp nhất thời, nhưng mà nó không có lợi cho vấn đề là làm cho mái tóc của chúng ta khỏe, mà chưa biết chừng nó lại là nguyên nhân của gây chuyện rụng tóc và bạc tóc sớm. Cho nên hiện nay cái chuyện mà chăm sóc mái tóc nó là cả một câu chuyện mà ở đây chương trình thì chúng tôi không có thời gian để nói dài thế nhưng mà vấn đề chỗ gì chúng ta phải thuận theo tự nhiên chứ chúng ta đừng có dùng quá nhiều các cái biện pháp hóa chất những cái thứ mà để có được những cái lợi ích ngắn ngày nhưng mà lâu dài chúng ta lại làm cho mái tóc của chúng ta bị yếu à, cho nên là với câu hỏi của bạn thì chúng tôi cũng khuyên là bạn nên tìm hiểu lại tất cả mọi thứ và đặc biệt là hôm nay thì chương trình có nói đến cái bộ đôi trong uống ngoài gội đó là gì là viên uống và cái dầu gội gọi là phủ bạc à rất mong bạn sử dụng và nhớ là sử dụng thì bạn phải nhớ là có thời gian chứ còn chúng ta không ăn sửa thì được không bảo rằng là bây giờ chúng ta gọi là dùng vài ba ngày xong rồi chúng ta là tóc tốt ngay là không có đâu nó phải chuyển biến từ trong cơ thể của chúng ta. Đấy là cái điều mà tất cả những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược, từ cái tinh chất của thiên nhiên cũng như là bộ sản phẩm Bắc nó luôn luôn quán triệt cái điều đó. Chứ chúng ta không có mong rằng là có một thứ gì đó mà nó có thể giải quyết ở trong một thời gian rất ngắn. Rất mong bạn nghe theo những tư vấn của chương trình vâng ạ à, cảm ơn bạn liên 23 tuổi ở thanh hóa và có thể thấy rằng là ngay cả những bạn trẻ gặp phải cái tình trạng là um, bị tóc bạc sớm thì cũng hoàn toàn có thể sử dụng cặp đôi hoàn hảo của mắc xe đó chính là viên uống mắc xe đi kèm với cả dầu gội phủ bạc mắc xe có thể dùng được cho cả những bạn rất là trẻ bởi vì có nguồn gốc à, sản phẩm có nguồn gốc hoàn toàn từ thảo dược nên là an toàn lành tính và có thể sử dụng được cho cả những người trẻ cũng như là những người cao tuổi và tiếp theo thì chúng tôi sẽ đến với một cuộc gọi đến từ nam định chúng tôi sẽ kết nối với chị huyền ạ À, xin chào Alo chị ạ. ạ, vâng. Dạ vâng ạ, xin chào um, chương trình, chào bác sĩ ạ. Dạ vâng, chào chị, vâng. Dạ vâng ạ, à, dạ vâng, chào bác sĩ ạ, bác sĩ có thể tư vấn cho tôi một chút ạ. Thì thực ra là do cũng cái công việc của tôi ấy thì nó cũng liên quan đến uh, tài chính nên là cũng rất là căng thẳng. Vâng. Và cũng hay phải thức khuya làm dạ. việc ấy ạ. Thì vâng. dạo gần đây thì tóc nó bạc rất là nhiều. Dạ. Mọi người cũng hay kêu trông trông già đi ấy thì làm hơn nữa thì lại tôi để cũng vừa mới sinh cháu được 6 tháng dạ. thì bác sĩ cho tôi, tôi hỏi là tôi có thể dùng được cái dầu gội phủ bạc không? Dạ. thì và vì là đang cho con bú nên là tôi không biết như thế nào để tốt hơn đấy. Dạ. bác sĩ tư vấn giúp tôi được không ạ? Vâng, à, đấy có thể nói rằng là à, chị ừ. nói đến hai cái lý do, à, thứ nhất là cái chuyện mà cái công việc của mình nó đòi căng ừ. thẳng cái này vâng à, mọi người đừng đừng có chủ quan có những vâng. người mà người ta ở tù người ta chỉ sau một hai đêm là người ta bặc, tóc bạc trắng cả mà thế cho nên là cái chuyện tinh thần là nó vô cùng quan trọng thế cho nên vâng. là cố gắng là công việc thì chị à, sắp xếp để làm sao mình à, đỡ căng thẳng và mình có thời gian vâng. thư giãn có thời gian nghỉ ngơi còn cái thứ vâng. hai là muốn nói gì thì nói người phụ nữ mang nặng đẻ đau khi mà sinh con thì bao giờ mình À, cũng phải tốn rất nhiều những cái năng lượng những các gọi là các thứ để mình nuôi con thế cho nên là Đúng. cái chuyện mà sau khi sinh mà phụ nữ bị rụng tóc bị bạc tóc nó là chuyện đương nhiên thế cho nên là à, trong chế độ ăn uống tất cả các thứ thì à, chị cũng cố gắng là làm sao là gì bây giờ mình phải xác định là mình ăn là không phải chỉ do riêng mình mà mình ăn là cho cả con của mình thế cho nên là cái khẩu phần ăn cái uh, chất lượng ăn uống các thứ mình phải cân bằng phải đủ chất phải đảm bảo cho nó đủ năng lượng thế còn cái thứ ba chị có hỏi là có dùng được cái uh, bộ sản phẩm hay không rất nên vâng cái này thì nó là cái mà mà có thể nói rằng là à, tại sao mà công ty thái minh người ta lại lại đưa ra cái này vì mục đích nó là cái gì mục đích là thứ nhất là với viên uống là nó nó bổ từ bên trong À, tức là nó các cụ gọi là nội ẩm tức là uống ở bên trong mà bên trong nó có những cái gì là nó có những cái mà nó rất cần cho cái sức khỏe chung của chúng ta và nó lại tốt cho vấn đề mái tóc của chúng ta à, tôi nói ví dụ như là biotin ví dụ vtb5 ví dụ như là l arginine và đặc biệt trong cái sản phẩm thảo dược nó có một cái hoạt chất gọi là boliatip mà cái này thì phần đầu chương trình bác sĩ đã nói rồi à, Chị dùng cho, cho bác sĩ thế này Hai tháng đầu Chị dùng ngày bốn viên à, Chia hai lần sáng chiều Uống trước khi ăn 30 phút Và sau một tiếng à, Thế còn từ tháng thứ ba đến tháng thứ sáu Chị uống cho bác sĩ là hai viên Và chia hai lần sáng chiều Phải uống kiên trì như thế Thì mới được Ít nhất là chúng ta phải đạt được Bốn tuần Thì nó mới làm cho, cho chuyện chúng ta là tóc nó nó ngừng dụng lại còn sau 8 đến 12 tuần nó mới kích thích cho mái tóc ta dụng à, đỡ dụng à Còn cái thứ hai là cái dầu gội phủ bạc thảo dược thì rất nên bởi vì làm sao bởi vì muốn nói gì thì nói bây giờ chị vẫn đi làm phòng ạ chúng ta phải tiếp xúc tất cả mọi thứ thế thì tội gì mà chúng ta lại không tìm đến một sản phẩm mà nó tính an toàn rất là cao mà nó lại đem đến cho chúng ta một mái tóc nó đen này nó bóng này, nó trơn này, nó mượt này, miễn là làm sao, miễn là chúng ta làm đúng theo cái hướng dẫn, mà trong cái sản phẩm à, của cái uh, uh, dầu ội này người ta người ta đã nói, vì cái dầu ội này uh, thứ nhất là nó làm gì, nó làm sạch tóc, cái thứ hai là nó làm khỏe tóc, cái thứ ba là nó làm đen tóc. Thế cho nên là và cái đây là một cái sản phẩm. Mà theo bác sĩ nói hiện hiện nay trên thị trường à, có rất rất nhiều à, các cái dầu gội để mà chúng ta là đen tóc. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Là cái công thức của họ nó như thế nào? Cho nên là chúng ta là người tiêu dùng chúng ta phải khôn ngoan, chúng ta phải lựa chọn những cái giải pháp. À, có những cái sản phẩm có thể nói dùng hóa chất nó làm đen tóc rất là ghê, tóc đen xì luôn. Nhưng mà kỳ thực nó lại làm ảnh hưởng đến cái chất lượng tóc của chúng ta thay vì cái việc sau này nó mềm mại khỏe mượt thì nó lại rụng tóc đấy vấn đề nó là như thế cho nên là riêng cái dầu gội gọi là phủ bạc thảo dược thì bác sĩ cũng đã tư vấn cho rất nhiều các uh, 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 mẹ các chị rồi kể cả cánh mẻ dâu nữa nhưng mà khi sử dụng thì người ta thấy nó rất là êm đềm nhưng mà vấn đề chỗ bác sĩ nhắc lại là phải làm đúng theo cái hướng dẫn à, mà trong cái hộp sản phẩm mà công ty thái minh người ta đã hướng dẫn à, rất mong thì à, làm theo những cái điều như thế thì mình sẽ có một cái mái tóc mà có thể là không được trở lại như ngày xưa bởi vì là muốn nói gì thì nói à, sinh lão bệnh tử đến tuổi nào đó rồi thì chúng ta cũng phải già thôi nhưng mà chỉ ít nó làm cho chúng ta có sự tự tin và chúng ta có được mái tóc mà chúng ta sẽ cảm thấy rằng là hài lòng với chính bản thân mình cũng như là để cho những người à, khi chúng ta tiếp xúc với khách hàng người ta cũng thấy rằng là à, à chị còn rất là trẻ cái điều đó là điều vô cùng quan trọng với phụ nữ rất cảm ơn chị đã đặt câu hỏi về chương trình Vâng ạ, à, đối với sản phẩm ngày hôm nay chương trình có giới thiệu thì các nhà khoa học Việt Nam đã rất thành công khi nghiên cứu sản phẩm trị dụng tóc hói đầu dưới dạng viên uống, có sử dụng hoạt chất polyepit chiết xuất từ mầm gạo Nhật Bản và phức hợp kẽm cùng với L-arginine nhằm giảm DHT, nguyên nhân chính gây dụng tóc ở cả nam và nữ, đó chính là viên uống Max Hair và viên uống Max Hair có tác dụng là giúp giảm dụng kích mọc tóc. Sản phẩm đã có mặt đã 12 năm trên thị trường và được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Max Hair có chiết xuất hà thủ ô, bột mộc nhĩ nên giúp sợi tóc mới mọc lên đen, bóng và chắc khỏe hơn Còn dầu gội phủ bạc mắc xe là dầu gội kết hợp nhuộm đen tóc từ thảo dược tự nhiên là hạt cà phê và hà thủ ô, đồng thời bổ sung tên tinh dầu bưởi và dầu ô liu giúp mỗi lần gội nhuộm tóc đen khỏe và thơm, mềm mượt và quý vị quan tâm tới sản phẩm muốn đặt mua sản phẩm chính hãng gửi về tận nhà cũng như là tận dụng chương trình ưu đãi khuyến mại có 102 ngày hôm nay, quý vị có thể gọi về số 1800 1564. Đây là số điện thoại hotline của Max Hair và quý vị sẽ hoàn toàn không mất cước phí điện thoại khi gọi về số điện thoại 1800 1564 này. Và tiếp theo thì chúng tôi sẽ đến với những câu hỏi mà chương trình có vừa nhận được. À, một câu hỏi của cô Châu 56 tuổi ở tại thành phố Hồ Chí Minh có nhờ bác sĩ tư vấn như sau. À, chào bác sĩ có phải là càng có tuổi thì tóc sẽ càng rụng nhiều và thưa mỏng đi hay không? Và tôi và mấy bà bạn thì càng bị rụng càng có tuổi lại càng bị rụng nhiều và à, càng bạc hơn. Nhờ bác sĩ tư vấn là những trường hợp như chúng tôi thì có sử dụng được viên uống Maxhe và dầu gội phủ bạc mà chương trình giới thiệu không ạ? Vâng, à, có thể nói rằng là đây là một câu hỏi tôi cho là cũng rất là hay. Ê, chúng ta biết là các cụ vẫn nói rồi à, sinh lão bệnh tử à, chúng ta không thể à, kéo dài cái tuổi thanh xuân được đâu rồi đến lúc chúng ta cũng già mà đã già rồi thì các cơ quan nó đều thoái hóa trong đó có mái tóc của chúng ta nó sẽ rụng nó sẽ bạc nó sẽ mỏng đi nó sẽ gãy vân vân đấy là cái chuyện mà đương nhiên nhưng vấn đề ở chỗ là gì là chúng ta vẫn hoàn toàn có những biện pháp để làm chậm cái quá trình đó và chúng ta có thể giúp cho là gì hồi phục ở trong một cái phạm vi cho phép. Thế thì cái chuyện hôm nay mà à, bệnh nhân có đặt câu hỏi thì tôi nghĩ rằng là à, cũng khó tránh khỏi cái chuyện là chúng ta dụng tóc bạc tóc. Nhưng mà nếu như chúng ta để ý toàn bộ à, các cái thói quen về ăn uống, về sinh hoạt, về tinh thần vân vân và vân vân thì đấy là cái yếu tố đầu tiên. Còn cái thứ hai là à, để mà giúp cho vấn đề làm chậm cái quá trình rụng tóc, làm chậm quá trình bạc tóc, à, có thể phục hồi lại phần nào đó thì hiện nay có rất nhiều sản phẩm khác nhau. Mà hôm nay thì chương trình có nói đến cái bộ gọi là viên uống thảo dược và cái dầu gội phủ bạc thảo dược. Thế thì à, tôi rất mong là bệnh nhân đã đặt câu hỏi chương trình chúng ta tìm đến hai giải pháp này trong thì chúng ta uống ngoài chúng ta gội và kết hợp tất cả những cái yếu tố mà liên quan đến thói quen sinh hoạt của chúng ta làm sao cho đời sống tinh thần của chúng ta lạc quan ăn uống chúng ta đầy đủ chất và cân bằng chịu khó tập luyện thể dục thể thao điều trị tất cả các bệnh lý mãn tính thì chắc chắn là cái tình trạng mà chúng ta bị rụng tóc bị bạc tóc nó sẽ được hạn chế đi rất nhiều à tôi không muốn nói là nó trở lại được như cũ bởi vì, vì chả có gì trở lại được đâu chả ai níu kéo tuổi xuân được đâu nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được mà cái điều đó là nằm trong tầm tay rất mong bệnh nhân nghe theo tư vấn của chương trình Vâng ạ, à, nếu mà cô có quan tâm tới sản phẩm chương trình ngày hôm nay thì cô cùng với những người bạn của mình cùng ở độ tuổi là U50-60 đều có thể thử sử dụng sản phẩm mọc xe rất thích hợp cho cái tình trạng là vừa rụng tóc lại vừa bạc tóc nhiều ở tầm tuổi như các cô bây giờ. Và nếu như mà cô Châu ở tại thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thì có thể gọi về số 1800-1564 để được tư vấn thêm về sản phẩm và đặt mua sản phẩm chính hãng gửi về tận nhà. Đặc biệt ngày hôm nay thì nhãn hàng Max Hair có ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành tặng cho 100 quý vị khán giả chưa từng sử dụng viên uống, giảm dụng kích mọc tóc Max Hair và dầu gội phủ bạc Max Hair Đó là ưu đãi chưa từng có trước tới giờ với hai combo quà tặng như sau. Combo 1 là mua 4 tặng 1. Khi đặt mua 4 hộp Max Hair qua tổng đài miễn cước 18001564, quý vị sẽ được tặng ngay một chai dầu gội phủ bạc Max Hair trị giá là 240 000 đồng Combo 2 mua 2 tặng 1 khi đặt mua 2 chai dầu gội phủ bạc Max qua tổng đài miễn cước 18001564, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Max 30 viên trị giá là 215 000 đồng. Chương trình ưu đãi hấp dẫn trên chỉ áp dụng duy nhất trong ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng chương trình và dành cho quý vị chưa từng sử dụng Max viên uống và dầu gội phủ bạc. À, vì thế quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 18001564 để được tư vấn thêm về sản phẩm này. Và chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của một vị khán giả là Nam Chú Vinh, 60 tuổi ở tại Cần Thơ. Có hỏi bác sĩ là, chào bác sĩ, năm nay tôi 60 tuổi và tóc tôi vừa bạc vừa bị hói từ đỉnh đầu trở lên. Tóc hói khá nhiều, liệu còn có cách nào để tóc mọc lên hay không ạ? À, có thể nói rằng là 60 tuổi là chúng ta cũng qua cái gọi là lục thập qua giáp mà khi đó thì à, chúng ta đều biết là về nội tiết tố của chúng ta nó thay đổi trong đó có cái hàm lượng testosterone nó suy giảm và từ đó nó cái tỷ lệ giữa dihydro testosterone à, DHT nó sẽ gia tăng và đây chính là một cái yếu tố nó liên quan quá trình lão hóa nó ức chế à, cái sự phát triển của nang tóc Đồng thời nó còn kích thích cái sự phát triển của tuyến bã Cho nên à cái chuyện nó làm chúng ta bị rụng tóc Bị và hói tóc Bởi bị bạc tóc Nó là cái chuyện chúng ta rất khó chúng ta có thể là tránh khỏi Nhưng vấn đề ở chỗ thế này Là muốn nói gì thì nói Thì hiện nay với sự phát triển của khoa học kỹ thuật Của y học Thì chúng ta vẫn có những cái giải pháp để làm chúng ta thứ nhất Làm chậm cái quá trình đó lại Chậm cái chuyện bạc tóc Làm chậm cái chuyện mà dụng tóc mà gây hói đầu Đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là Nó còn có thể giúp cho chúng ta là Kích thích mọc tóc à, Đấy là cái thứ ba À cái thứ hai Cái thứ ba là gì Là nó giúp cho những sợi tóc còn lại của chúng ta Nó thêm bền chặt Và nó à, Chậm quá trình dụng nữa Đấy là ba yếu tố quan trọng. Thế thì à, chương trình chỉ à, khuyên bác thế này thôi. Thứ nhất là chúng ta về tinh thần chúng ta cứ à, phải vui vẻ thế thôi. Vâng, muốn nói gì thì nói thì cái chuyện à, sinh lao bệnh tử đến cái lúc mà chúng ta à, bị hói đầu bạc tóc đó là cái chuyện đương nhiên rồi. Mà nhiều người có khi người ta thích bạc tóc hơn. Bởi vì làm sao? Bởi vì là à, lúc đó được lên lão. À, nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Là có những người thì người ta lại muốn rằng là à, mình không bị hói, đỡ bị hói đi. Thế rồi thì là tóc mình nó không bị rụng, rồi nó bạc chậm lại. Thì cái đó là điều đương nhiên. Thế thì chương trình vẫn lại phải nói những câu rất kinh điển. Kinh điển ở cái chỗ là gì? Thứ nhất là giả soát lại toàn bộ những cái thói quen về ăn uống, sinh hoạt vân vân. À, ví dụ như là giấc ngủ nó phải được đảm bảo. À, tinh thần phải được thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng. Cánh mày dâu thì không nên lạm dụng bia rượu. À, đấy là cái quan trọng. Rồi nữa là chúng ta tập luyện thể dục thể thao. À, cái những cái đó tưởng chừng như là nó là vô nghĩa, nhưng mà kỳ thực nó là nằm trong cái tổng thể mà nó giúp cho cái gì? Nó giúp cho cái sức khỏe chung của cơ thể chúng ta, cái sức đề kháng cơ thể chúng ta nó được duy trì. À, đấy là cái điều đầu tiên cái điều thứ hai là à cũng rất mong là bác gì là chúng ta cũng có thể là đi khám ở các cái chuyên khoa về da liễu ở đó thì các thầy thuốc người ta có thể là kiểm tra lại cho mình để xem là cái nội tiết tố của mình như thế nào thế rồi là vấn đề tóc mình dụng như nó có liên quan gì đến các cái bệnh lý mà về da liễu hay không ví dụ như là viêm năng, à, viêm chân tóc ví dụ như là bị các cái bệnh lý về tóc vân vân à, đấy là cái thứ mà sau đó thì các thầy thuốc người ta kê cho mình những thứ thuốc ví dụ như là minoxidil ví dụ như là spatverit vân vân tất cả những thứ thuốc đó nó đều rất có ích cho cái chuyện là gì làm ngừng lại và nó kích thích mọc tóc thế còn cái thứ ba hôm nay thì chương trình có nói đến à, cái bộ đôi hoàn hảo <laughs> gọi là một đôi hoàn hảo trong uống ngoài à, ngoài gội, trong đó có viên uống thảo dược và cái thứ hai là dầu gội phủ bạc thảo dược. Thế thì à, rất mong là bác tìm đến cái giải pháp này và chúng ta sử dụng càng sớm càng tốt. Cũng phải nói với bác cũng như là các quý vị khán giả rằng là cái chuyện à, bộ sản phẩm thảo dược nó không phải chỉ tốt cho tóc mà kỳ thực là nó tốt cho sức khỏe chung của chúng ta à, Đấy nó là quan trọng Bởi vì cái sợi tóc là gì? Nó là cái tấm gương phản ánh Cái sức khỏe chung của cơ thể của chúng ta Cho nên là cái việc mà Tại sao nó lại dùng l argentine Tại sao nó dùng kẽm Tại sao dùng biotin Tại sao dùng VBB5 Tại sao nó dùng các cái à, từ hà thủ ô Rồi là các cái từ sâu tầm Hoặc là về nấm bộc nhĩ Hoặc tại sao đặc biệt là nó sử dụng cái polyactive mà một cái hoạt chất mà các nhà khoa học Nhật Bản người ta phát hiện ra để nó kích thích cái sự phát triển của năng tóc tới 60% là chính ở chỗ là gì? Là nó tác động vào bên trong của cơ thể của chúng ta chứ không phải là nó chỉ có tác động đến cái sợi tóc cho nên là câu chuyện là bất cứ trong cơ thể của chúng ta nó là một cái khối hoàn chỉnh cho nên là một cơ quan nào đó bị bệnh thì không có nghĩa là tại cơ quan đó mà vấn đề chỗ nó còn liên quan đến vấn đề toàn thân. Cho nên sợi tóc nó cũng chỉ là một cái câu chuyện mà nó mang hình hài bên ngoài. Nhưng mà nó cũng là phản ánh sức khỏe chung của cơ thể chúng ta. Đặc biệt với cánh mày dâu của chúng ta khi vào tầm tuổi 60 khi mà chúng ta cái lượng testosterone nó suy giảm. À, rất mong bác hiểu kỹ cái chuyện đó để chúng ta có những cái niềm tin và chúng ta sử dụng cái bộ đôi hoàn hảo mắc he thì chắc chắn là tình trạng của bác nó sẽ được cải thiện. Rất cảm ơn bác đã đặt câu hỏi. Vâng ạ, à, và tiếp theo thì chúng ta sẽ kết nối với một vị khách cũng đã ngồi chờ ở đầu dây điện thoại khá là lâu. Chúng ta sẽ kết nối với chú chú Hà tại Hà Nội ạ. À. à xin chào chú Hà. Kính thưa bác sĩ, tôi năm nay là 64 tuổi, tên là Hà, cũng đang nói ở Hà Nội. Dạ. Thì tôi cũng rất là vì cái tuổi 64 rồi thì chắc dạ. rằng nó cũng là dụng tóc rồi cũng bạc tóc thôi. Dạ. nhưng mà tôi cũng biết cái đó nhưng mà tôi biết chương trình đưa các cái chương trình này ấy, thì tôi rất là đáng quý dạ. và tôi muốn hỏi như thế này ạ trong đó thì tôi biết là có cái thành phần là hạ thủ ô dạ. thì trước đây tôi cũng uống hà thủ ô nhưng vì cái táo bón mà cũng xin nói bác sĩ là tôi không có cái bệnh gì hết ạ Và cảm bị ra như thế đã dạ. Nh ừ. nhưng mà tôi thấy là uống cái này nó bị táo bón dạ. vậy trong cái thành phần, phần, phần thuốc này táo bón mà tôi dùng để cho nó chậm cái đường vải nó giảm cái dụng pháp Vậy nó có bị ảnh hưởng hay không ạ? Dạ vâng Xin à... bác sĩ trả lời giúp bộ cho tôi như vậy ạ Dạ vâng à, Có thể nói thế này Hà thủ ô Nó là một cái vị thuốc Mà chúng ta biết là thủ là đầu Ô là dạ. đen Đúng không Dạ. Và cái người mà người ta dùng ngày xưa là người tên họ Hà Và người ta dạ. đã một cái câu chuyện Là người ta phát hiện ra một cái cây mà nó cứ quấn vào nhau và sau đó người ta đào lấy củ đó và khi mà uống lâu dài à, thì tóc nó đen lại. Nhưng mà vấn đề ở chỗ như thế này, à, bác nói cũng rất đúng thôi. Tức là có những người chúng ta sử dụng hà tổ ô, nhưng mà hiện nay cái chuyện mà chúng ta bào chế hà tổ ô nó không chuẩn. Thế cho nên là chúng ta bị táo bón. Chứ còn nếu như hà tổ ô mà à, được bào chế một cách chuẩn xác, thì không những nó không gây tao bón mà nó còn nhuận tràng đấy vấn đề nó là như thế thế cho nên rằng là à, rất mong là thế này là bác nên tìm mua hà tổ ở những cơ sở y học cổ truyền mà có uy tín và có đủ cái gọi là giấy phép hành nghề chứ tuyệt nhiên chúng ta không mua ngoài thị trường, không mua ngoài chợ đen, à, tất cả mọi thứ những cái đấy người ta chưa chứa, à, chưa chưa chế đầy đủ, cho nên là người ta không nấu với độ đen, không nấu tất cả các thứ thì nó không đạt được cái mục đích mà để chúng ta có thể à, đen tóc, đen dâu đâu, không không có được, mà chưa biết chừng nó lại còn có những cái tác dụng không mong muốn, thế cho nên là cái điều đầu tiên là dùng hà tổ ô là chúng ta phải chọn hà tổ ô được bào chế một cách đúng cách đấy là thứ nhất cái thứ hai là dùng hà tổ ô á, là chúng ta phải dùng dài chí ít là phải từ 6 tháng đến một năm chứ còn nhiều người bảo ôi tôi uống vài tuần rồi nhưng mà chả thấy đèn tóc gì cả cho nên hà tổ ô là cái chuyện linh tinh không phải đâu xin cảm ơn các, à. các thuốc đông y là rồi nó rồi phải có thời gian bác ạ lắm đấy. Lắm đấy. thế còn thì à, hôm nay thì là ngoài chuyện hà tổ ô thì là trong cái sản phẩm thảo dược thì cũng có hà tổ ô cho nên là bác cũng nên tìm đến cái này bác sử dụng Thôi thì năm nay mình 64 tuổi rồi Thì muốn nói gì thì nói, mình làm cái gì thì làm Nhưng mà mình có được một cái bộ tóc nó tốt hơn Thì nó vẫn là vui vẻ hơn à, Và hơn nữa là như vừa nãy bác sĩ con nói là gì Nó còn tốt cho sức khỏe của mình Và nó còn kéo dài tuổi thọ Hà, ô, Nó còn có tác dụng là kéo dài tuổi thọ Đấy, nó vẫn là như thế à, Rất mong là bác nghe theo những tư vấn của chương trình Dạ Vâng ạ, à, cảm ơn chú Hà ở tại Hà Nội đã gọi điện vâng thoại về cho chương trình. Cho tôi được nói một câu nữa. Vâng à. Cho các vâng. tôi được một câu nữa. Dạ. Dạ. Bác nói đi ạ. Tôi cũng quả thực cái bác sĩ là tôi không nấu tự viết thì cả dạ. mà tôi không bao giờ mua bất kể cái hạt ô nào ngoài mà dạ. tôi đã uống hạt tổ tôi xin lỗi với bác sĩ là vài năm nay rồi thì tôi bị mắc cái cái, cái 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 táo bón ấy cho nên tôi mới dừng lại mà tôi mua của Tesla đấy ạ. Dạ. Cái ấy mà trong cái, cái, cái hà thủ ô ấy ạ, riêng viên hà thủ ô đấy ạ. Dạ vâng. Đấy, như vậy thì bác sĩ giúp tôi là vậy cái thành phần này uống thì nó có gây cản trở cho tôi hay không nếu mà không có cản trở thì tôi sẽ dùng thôi quan điểm của tôi là dạ vâng. tôi không có dùng cái gì ở phía ngoài mà tôi dạ chỉ vâng. dùng thuốc của, của nhà thuốc của mình thôi bác sĩ yên tâm như vậy. Dạ vâng thế thì lại phải nói một câu chuyện thế này ạ tức là các cụ nói là thuốc ăn tùy mặt tức vâng. là có những người dùng hà thủ ô thì nó bị táo có người thì bị không vậy thì khi bị táo như vậy thì rất mong là bác tìm đến những thầy thuốc y học cổ truyền có uy tín và có tay nghề cao thì người ta sẽ phối hợp à, hà tô với các vị thuốc khác để giúp cho bác có thể là không bị táo bón ví dụ vâng. như hà tô kết hợp với kỳ tử hoặc hà tô kết hợp với đương quy thì có thể nói là kể cả kỳ tử cũng như đương quy nó đều tốt cho huyết và tóc là phần dư của huyết cho nên là khi mà mình sử dụng như vậy á thì nó lại dạ. rất tốt và nó không bị táo bón cho nên là à không phải ai dùng hà thủ ô là cũng được mọi cái đều hoàn hảo cả cho nên là dạ. trong đông y nó có cái biện chứng luận trị là nó là như thế cho nên là rất mong là nếu có thời gian thì bác tìm đến những cái bác sĩ có uy tín À, còn nếu không dạ. thì hôm nào bác có thể đến gặp bác sĩ bác sĩ sẽ tư vấn cho bác và sẽ quá sẽ giúp bác một cái công thức cái công thức để bác. mà bác có thể uống hà tự ô kéo dài mà nó không hề bị táo bón à, và nó lại còn tốt cho vấn đề là sức khỏe cũng như là mái tóc của chúng ta rất cảm ơn bác và phải nói bác là người cũng rất chịu khó và tin tưởng học cổ truyền đây là điều vô cùng đáng quý dạ vâng vâng ạ xin cảm ơn chú hà bác ở tại hà bác nội đã gọi điện thoại đón về đón cho đón chương trình và hy vọng rằng là với sự tư vấn của bác sĩ thì chú sẽ có những cái cách để sử dụng hà thủ ô làm sao cho mình không bị nóng trong không bị táo bón và thưa quý vị chúng ta sẽ cùng dành khoảng thời gian còn lại đến với những câu hỏi rất là nhanh một bạn linh ở tại hà nội đặt câu hỏi như sau thưa bác sĩ em năm nay 22 tuổi năm ngoái em nhuộm tóc, tần suất dày và còn tẩy tóc nữa và đã khiến cho bây giờ em bị rụng tóc rất là nhiều thì với cái trường hợp mà bị dụng tóc do là nhuộm và tẩy tóc quá nhiều như em thì có dùng được mắc xe để phục hồi không ạ? Có thể nói đây là một câu chuyện mà muôn thuở và quả thực là hiện nay rất nhiều bạn trẻ chúng ta là ăn sồi ở tỳ cho nên là chúng ta cứ nghe mách bảo có thứ nọ thứ kia nhuộm tóc thế nọ thế kia là chúng ta cứ gọi là dùng lấy dùng để nhưng mà chúng ta không tìm hiểu kỹ là những sản phẩm đó là nó ở đâu ra, nó có là sản phẩm trôi nổi hay không, chất lượng nó như thế nào. Thế cho nên là chúng ta ăn đòn ở cái chỗ là gì? Là khi sử dụng như vậy rồi thì trong dăm bữa nửa tháng chúng ta lại bị rụng tóc, chúng ta bị gãy tóc, chúng ta bị bạc tóc vân vân và vân vân. Thế cho nên là bạn có hỏi là cái chuyện là à, có nên trở lại dùng được cái à, bộ đôi hoàn hảo thảo dược không? Rất nên, vâng, bởi vì chúng tôi đã nói rồi là chương trình chỉ nói đến những sản phẩm của các công ty uy tín và thực chất là nó có hiệu quả chứ chúng tôi không nói đến những cái sản phẩm mà nó có những cái bất lợi cho người tiêu dùng cho nên là rất mong là bạn hãy ngừng lại tất cả những cái chuyện bạn nhuộm tóc nhiều ngày tất cả mọi thứ đi bạn trở lại sử dụng cho tôi cái bộ thảo dược trong uống viêm thảo dược ngoài thì chúng ta gội đầu bằng cái à, cái sản phẩm thảo dược thì tôi nghĩ rằng chắc chắn cái tình trạng của bạn chưa muộn đâu bởi vì bạn còn trẻ à, thì cái mái tóc của mình nó sẽ được phục hồi kết hợp thêm với các cái chế độ ăn uống cũng như tinh thần với như tập luyện thì mái tóc của bạn nó sẽ có nguy có có cơ bay là nó phục hồi trở lại thế còn nếu như bạn vẫn cứ theo một cái thói quen cũ mà thói quen này hiện nay là thói quen rất xấu À, tôi nghĩ muốn nói với các bạn các các bạn trẻ như thế là chúng ta lạm dụng các cái chuyện mà chúng ta nhuộm tóc rồi uh, người thì màu xanh người thì màu đỏ người thì sấy tóc vân vân tất cả những cái đó đều, đều hại cho cho tóc của chúng ta rất là nhiều tất nhiên là nó đem lại cho chúng ta một cái sự vui vẻ thế nhưng cái sự vui vẻ đó nó không có lợi tốt nào cho cái mái tóc của chúng ta cả đấy là chưa kể cái chuyện là nếu chúng ta dùng không đúng nó còn thầm thấu vào cơ thể chúng ta và nó gây ra những cái bệnh lý mà chúng ta không lường trước được. Đấy là cái lời khuyên của chương trình dành cho bạn và rất mong bạn tìm đến cái bộ à, gặp đôi hoàn hảo. Và thưa quý vị, xu hướng hiện nay người dùng thường ưu tiên lựa chọn những sản phẩm từ thảo dược tự nhiên để giúp giảm dụng và kích thích mọc tóc và đen tóc. Và thật tuyệt vời, bộ đôi viên uống Max Hair và dầu gội phủ bạc Max Hair là lựa chọn rất hợp lý trong ngày hôm nay dành cho quý vị. Đặc biệt là ngày hôm nay thì nhãn hàng Max Hair có ưu đãi vô cùng hấp dẫn dành cho 100 quý vị khán giả chưa từng sử dụng viên uống giảm dụng kích mọc tóc Max Hair và dầu gội phủ bạc Max Hair Đó là ưu đãi chưa từng có từ trước tới giờ với hai combo quà tặng. Combo thứ nhất là mua 4 tặng 1 khi đặt mua 4 hộp Max xe qua tổng đài miễn cước 1800-1564. Quý vị sẽ được tặng ngay một chai dầu gội phủ bạc Max xe trị giá 240.000 đồng. Combo 2 là mua 2 tặng 1 khi đặt mua 2 chai dầu gội phủ bạc Max xe qua tổng đài miễn cước 1800-1564. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Max xe 30 viên trị giá là 215.000 đồng. Chương trình ưu đãi hấp dẫn trên chỉ áp dụng duy nhất trong ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng chương trình và dành cho quý vị chưa từng sử dụng mắc xe viên uống và dầu gội phủ bạc vì thế quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1564 để đặt mua và nhận quà tặng ngay từ bây giờ à, xin được nhắc lại số điện thoại hotline của Max xe là 1800 1564 à, cảm ơn nhãn hàng Max xe viên uống giảm dụng kích mọc tóc và dầu gội phủ bạc Max Hair đã đồng hành cùng với chương trình và cảm ơn bác sĩ đã tới với chương trình ngày hôm nay với rất nhiều tư vấn hữu ích đối với người bệnh cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại